Chào mừng các bạn đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình sẽ đi tìm sự thật về xe lửa ma SCP Thomas the Train. Nhưng mà hình như nó có một cái tên khác nữa, đó là Choo-choo Charles. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà bây giờ á, là mình đang gọi là sở hữu một chiếc xe lửa màu vàng các bạn ạ. Và chiếc xe lửa này để làm gì? Đó là mình sẽ lái chiếc xe lửa này trên một cái đường ray. Và nơi đó người ta nói là có sự xuất hiện của Thomas the Train ở đó. Mình sẽ dụ nó ra và mình sẽ đi tìm sự thật về nó nha các bạn. Rồi, bây giờ let's go. Xe lửa lên đường. Để xem câu chuyện gì sẽ xảy ra nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nè. Tôi biết đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện, nhưng điều gì đã xảy ra ở khu mỏ hoang? Các bạn biết là khu mỏ hoang á, là nơi nó sẽ có rất là nhiều đường ray. Đó, đường ray là để cho người ta gọi là chở những cái than đồ các bạn để đi á, chứ không phải là xe lửa đâu. Nhưng mà Thomas the Train nó đã xuất hiện ở đó. Rồi bây giờ để xem coi như thế nào đây. Rất nhiều bạn bè và thậm chí con trai của tôi vẫn ở ngoài đó. Vậy là cái ông này gọi là đang có những người bạn và con cái của ông đang bị mắc kẹt ở ngoài cái mỏ bạn ơi. Cái mỏ hoang ở ngoài kia. Rồi. Là đang gọi điện cho một người để kêu giúp các bạn nha. Ui, bức hình Thomas the Train các bạn. Người ta đã chụp được bức hình này và gửi cho ông ta. Và ông ta bây giờ đang cần một người gọi là có thể tiêu diệt con quái vật này. Và đó chính là Slenderman đẹp trai này chứ ai. Right, let's go. Họ gọi nó là Charles. Đấy, thấy chưa các bạn. Con Thomas the Train này nó còn gọi là Charles nữa các bạn. Nửa tàu hỏa, nửa quái vật các bạn à. Nửa con nhện hay cái gì đó. Rồi, bây giờ là đang lên kế hoạch để tới cái khu mỏ đó và tìm cách để tiêu diệt cái con gọi là Thomas các bạn. Rồi, bây giờ xem coi như thế nào đây. Hòn đảo Aranerum. Đó, hòn đảo của những người thợ mỏ. Bây giờ mình sẽ đi theo cái ông này. Tại ông này thì ông đi theo mình nha các bạn. Tại vì con của ông đang bị kẹt trên hòn đảo này. Đó, nơi này là gọi là người ta đồ xuất hiện gọi là Thomas đấy các bạn ơi. Rồi bây giờ là đi sau đây. Bây giờ mình sẽ nói chuyện nha các bạn. Có một nhà kho xe lửa trên đỉnh đồi rồi, biết rồi. Một người điều khiển. Ui, đã bị người điều khiển tàu đã bị ngẫm rồi. Bây giờ là mình phải lên đó mình vặn, mình khởi động cái tàu lửa để mình đi nha các bạn. Đó chính là cái tàu mà gọi là cái xe lửa mà màu vàng các bạn ơi. Rồi, để tôi. Trời ơi, ông này ông lớn tuổi mà ông chạy nhanh dữ. Rồi, để tôi cái nào. Let's go. Lên trên đây xem coi như thế nào. Mình nhìn xung quanh ở đây khá là giống như sương mù, nó gọi là nó vây kín chỗ này các bạn ơi. Nhìn nó khá là ghê. Để tôi. Từ từ thôi, làm gì gấp vậy trời. Chắc là đau bụng quá trên cái con lét các bạn. Nên là chắc là đau bụng quá nên là gấp. Thông cảm. Rồi bây giờ là sao đây? Ui. Có khi nào Charles nó xuất hiện ở đây không ta? Không, mình sẽ gọi nó là Thomas nha các bạn. Rồi bây giờ tới nơi rồi. Hello. Giờ làm gì đây? Chán đời thật, nó bị khóa mắt rồi. Trời ơi, đang đau bụng mà cửa khóa nữa sao chịu nổi. Rồi đừng lo lắng, chúng ta còn một lối khác. Rồi vậy là mà chúng ta còn một cái lối khác các bạn ơi. Để đi tìm chìa khóa nữa kìa. Đây để mình xem coi nó khóa đúng không. Khóa rồi các bạn ơi. Giờ làm gì đây? Mình phải đi tìm một cái chỗ gì đó. Trên kia. Để rồi các bạn, bấm để xem bản đồ bạn ơi. Thấy không, đúng chính xác trên này các bạn ơi. Rồi, có bản đồ luôn nha các bạn. Let's go, let's go. Mình sẽ lên đây để mình tìm chìa khóa bạn ơi. Ê, hình như đây có người phải. Ý, không có ai hết nè. Ở đây là những cái dụng cụ gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong đây xem như thế nào đây. Đấy rồi, đó rồi, chìa khóa đây rồi. Tôi tìm được chìa khóa rồi ông ơi. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ đi vô cái nhà kho này. Và chúng ta sẽ gọi là đi vô cái chiếc xe lửa bạn. Mình nghĩ là chiếc xe lửa màu vàng hồi nãy. Tôi tìm được, he, tốt đấy, có vẻ làm tìm được nó rồi. Mở cửa ra nào. Rồi, wow, đây chính là chiếc xe lửa này các bạn ơi. Quá đã. Rồi, tôi tìm được chiếc xe lửa rồi đó. Ờ không, tôi tìm được chìa khóa vô này. Wow, để mình lên mình khám phá xe lửa xem như thế nào các bạn ơi. Người ta kêu mình bấm chữ Y này để đây là kho đồ của mình nhưng mà nó trống rồi các bạn. Ôi, cái xe lửa này có tên là Charles các bạn. Wow, để lên xe lửa này xem như thế nào đây. Sử dụng nó để đi quanh nhanh chóng. Rồi, cái này là tiến tới, lùi, dừng lại đúng không. Rồi cái gì đây, sơn à. Cái này cái gì đây, nâng cấp nè các bạn. Cái này để nâng cấp xe lửa thôi, không có gì hết các bạn ơi. Wow, nguyên một cái súng quá đã. Leo được không? Wow. Tan quá đã luôn các bạn ơi. Wow, vậy là mình biết cái súng để làm gì rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ là hello. Giờ sao đây? Nói chuyện với ông này à. Ôi bên ngoài hơi gọi là khó chịu. Bây giờ ông đi vô trong đây. Ui, bây giờ sao đây? Đi tới, chúng ta sẽ đi tới đi tìm Charlie thôi. Let's go. Lên nào. Ơi mà khoan, mở cửa cho ta. Ấy da trời ơi. Ủi luôn các bạn ơi. Wow, ông này bây giờ đi với mình nha các bạn. Let's go, let's go.
bọn tao sẽ tính sổ với mày, Charles. Ông này ông nói nha các bạn, tại vì ông đang rất là cay. Còn qua ông đang bị mắc kẹt mà không biết. Ui, what, what, xuất hiện kia. No, nó xuất hiện rồi các bạn. Thì ra nó đã đợi mình ở đây rất là lâu rồi các bạn. Bây giờ mình lên đây là nó gọi nó. Oh, no, ông già. Rồi xong, ông già bị nó hốt rồi các bạn ơi. No. Ê, chạy đâu vậy? Rồi xong luôn rồi các bạn ơi. Xin vĩnh biệt cụ luôn rồi. Bắt luôn ông già đi rồi. Hay là nó ăn luôn rồi hay sao á? Trời ơi, đúng là người đàn ông tội nghiệp. Bây giờ mình cũng đâu có thể làm gì được. Chắc là mình sẽ đi tiếp thôi các bạn ơi. Ô trời là trời. Tội nghiệp thật sự các bạn. Ơi từ 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 từ. Dừng lại coi. Hình như ở đây có cái thùng gì nè các bạn ơi. Ở đây có cái thùng gì nè, mình xuống mình xem coi. Let's go nhanh lên nào. Thùng gì đây? Wow, rất là nhiều đồ trong đây các bạn. Ơi, mình quên. No, lên chạy. Trời ơi, mình nhảy xuống lỡ đâu nó xuất hiện, nó quất mình luôn rồi sao? Trời ơi các bạn ơi, làm hết hồn tưởng gì chứ. Vậy là sự xuất hiện của Thomas the Train xuất hiện ở đây là chính xác các bạn. Và mình sẽ cố gắng đi tìm sự thật về nó. Tại sao nó là một cái chiếc xe lửa mà nó lại có thể gọi là trở thành một con quái vật như vậy? Ui, ở đây hình như là... Ê, stop, stop it, stop. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Để xuống đây xem coi như thế nào đây. Ở đây là có người đã cắm trại chỗ này. Nhưng mà có lẽ là họ đã đi rồi các bạn ơi. Ở ngoài trời đang mưa các bạn ơi. Mưa tầm mưa tả luôn. Thôi 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 thôi, kiểu cái trời mưa kiểu này nó ghê ghê sao các bạn ơi. Mình có lẽ mình sẽ lên tàu. Let's go, đi tiếp nào. Mình sợ là nó xuất hiện lắm các bạn. Sợ là nó mà xuất hiện một cái mà mình không biết làm như thế nào luôn á. Wow, không sao. Nhìn xung quanh coi. Mình nhớ là chuyển đường ray à. À đây, những biển báo cho thấy sắp đến chỗ tách đường ray. À là sắp đến chỗ tách đường ray đằng kia rồi các bạn. Mình sẽ chạy tới đó một đoạn nữa xem như thế nào. Chỗ này là tách đường ray nè. Vậy là bây giờ mình phải tách đường ray à. Dừng lại, dừng lại, dừng lại vậy. Stop, 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 stop. Các bạn nên nhớ nha, xe lửa đó không phải giống như xe máy mà thắng một cái là nó sẽ gọi là chạy đâu. Hình như là mình sai rồi bạn ơi. Mình sẽ lùi lại mới đúng á. Mình đang gọi là đứng ở trên đường ray sao nó tắt được. Rồi từ từ. Đây 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 đây, đây. Bây giờ là mình xuống. Nó đang chỉ qua hướng này các bạn. Nhưng mà người ta đang kêu mình là dùng đoạn tàu của bạn nè. Dừng đoạn tàu của bạn và chuyển nè. À cần gạt ở đây. Rồi chuyển qua đây đúng không. Ting. Rồi let's go. Lên thôi. Ui trăng tròn các bạn ơi. Nhưng mà mỗi lần trăng tròn thì nhiều thứ sẽ xuất hiện lắm. Nhiều thứ đáng sợ như vậy. Ví dụ như là ma sói nè, trăng tròn gặp ma sói nè, đúng không? Rồi gặp Charles, Thomas the Train nè. Sao mình cứ gọi nó là Charles vậy ta? Đấy, mình thích gọi là Thomas the Train hơn bạn ơi. Xe lửa của mình. Ôi, 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 đằng trước có ánh sáng các bạn. Đằng trước có ánh sáng phía cuối con đường à. Wow, chỗ này nước cạn hết rồi các bạn. Này không có nước hay sao á, này chỉ xây cầu để đi qua thôi. Không phải là cái chỗ có nước các bạn. Ôi, đằng trước có nhà kìa. Wow, bây giờ mình sẽ cố gắng mình ghé lại đó nha. Nha các bạn. Đây, mình sẽ cố gắng mình dừng lại. Yo, dừng lại nào, dừng lại, stop. Ê, có người nè, hello. Hello, hello. Chắc là, đúng rồi, mình quên nữa. Hồi nãy mình nhớ một chi tiết là cái ông già hồi nãy á, ông kêu mình á, là đi lên đây để gặp những người trên đây các bạn. Ui, bà chị này cầm cái gân ghê vậy. Hello bà chị, đừng mắng luôn nha. À, ông này, ông hồi nãy ông tên là Elgone. Đó, nói là sớm có người mới tới đây. Và chúng tôi đang chờ ở đây rồi, chìa khóa đây. Và mọi chuyện đã gọi là rất là tệ hại rồi. À, bất cứ ai không đeo mặt nạ. Wow, vậy là có người đeo mặt nạ. Wow, rồi, hiểu rồi các bạn ơi. Vậy là có những người đeo mặt nạ nữa nha các bạn. Nhưng mà mình không biết là những người đeo mặt nạ nó làm cái gì. Để mình vô đây mình xem coi có gì không. Hồi nãy người bà này bắt kêu mình vô trong đây. Ui, chói mắt quá bạn ơi. Làm gì mà chói mắt dữ vậy không biết. Thôi, bye bye nha bà chị, tôi đi đây. Cảm ơn bà chị nha. À, bà đưa cho mình chìa khóa bạn, cho nên là mình let's go đi tiếp thôi. Không thể chờ đợi được nữa. Ê, có khi nào trong những cái màn xương chỗ này xuất hiện con Thomas không ta? Rất là sợ nha các bạn. Để mình sau lưng mình xem coi. Không sao rồi các bạn ơi. Ổn rồi, mọi thứ mình thấy ổn rồi đó. Đi thôi nào. Ê, hình như đằng trước có người phải. Đi đằng trước có người. Đúng không? Đúng rồi, có đèn nè các bạn ơi. Có đèn là có người. Đúng rồi, dừng lại. Đằng trước này có người. Rồi stop. Để xuống gặp coi gặp ai đây. Let's go. Ê, này nhảy vô được không? Nhảy được nè bạn. Hồi nãy mình mới thấy cái gì đây vàng đây nè. Để mình vô đây xem coi. Đấy. Các bạn biết mấy cái này là cái gì không? Mấy cái này là... Ủa, có người đang ngồi ở trong kìa. Hello. Chắc là người này người quen rồi các bạn ơi. Khỏi lo. Mấy cái cục này hồi nãy là nó sẽ sử dụng để nâng cấp xe lửa bạn. Oh, hello my friend. Đây, cái này nè. Đó, để nâng cấp xe lửa nha. Hello, nói chuyện nào.
Nghe này nhóc, tôi biết cậu là một thợ săn quái vật hàng đầu, nhưng mà cậu không thể khiến tôi tôn trọng nếu không làm gì có ích. Được rồi, bình tĩnh, tôi sẽ gọi là giúp cho mọi người mà. Rồi, đã ném chiếc rương đi đâu rồi bạn ơi? Rồi bây giờ là mình cần đi tìm cái rương. Nhưng mà bây giờ ông chỉ có chìa khóa thôi, còn cái rương thì không có đây rồi đó bạn. Rồi cảm ơn anh chàng đầu trọc. Rồi, ôi đầu trọc giống thầy Ba Đi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, lên nào. Đấy, chắc là thầy Ba Đi lúc mà không còn đi dạy học nữa, cho nên là hơi biết phèo một tí. Let's go. Ê, hình như bên đây vẫn còn người nè. Ui, sao chỗ này nhiều người đó ta. Hình như có rất là nhiều người sống ở đây thì phải bạn ơi. Stop, xuống xe nào. Ồ, lắm nè. Chào bà chị. Thợ săn quái vật đến rồi. Rồi sao nữa? Đây không phải là một cuộc săn bình thường đâu anh trai à. Cứ cẩn thận nha. Đấy, cố gắng mà chiến đấu với con Thomas. Tuy nhiên chúng tôi có thể có cách gọi là khống chế con Thomas, tham gia trận sinh tử luôn các bạn. Vậy là mình với con Thomas nó phải gọi là đấu một trận sinh tử rồi bạn ơi. Rồi, được rồi. Bây giờ nói vậy đủ rồi bà chị ơi. Nói nhiều quá không hay đâu. Let's go. Đi tiếp nào. Đấy, các bạn thấy rồi đó. Chuyến tàu này nó sẽ đưa chúng ta tới một cái nơi mà không thể ngờ tới luôn các bạn. Ui, cháy kìa. Dừng lại. Cháy kìa bạn. Để xem có chuyện gì vậy. Chẳng lẽ nào con Thomas nó đã tấn công tới đây rồi sao? Ui, mình nghĩ là như vậy các bạn ơi. Ui, ngoài đường mà cũng lượm được tiền à. Hên thế nhờ. Ê, có người nè. Ui, cháy kìa. Wow. Nhìn ông này đúng ngầu luôn các bạn. Đứng gọi là trước đám cháy, chống nạnh nữa. Wow, nhìn rất ngầu luôn bạn ơi. Hello. Tôi đã chế tạo một khẩu súng phun lửa nho nhỏ để bổ sung cho kế hoạch phòng thủ. Đòn tàu nhện các bạn, chính xác rồi. Shit, thì tôi tự nấu chính mình. Vậy là cái nhà ông đang chế tạo cái súng phun lửa mà tự nhiên đâu á nó cháy lên bạn. Hơi là ông chạy ra ngoài kịp. Rồi bây giờ ông kêu mình là làm sao để dập tắt đám lửa này, rồi ông mới đưa cho mình cái súng phun lửa bạn ơi. Giờ sao ta? Ê, trên kia có cái bình nước kìa. Cái này không phải là bình nước mà là một cái này gọi là cái gì ta? Nó chứa nước ở trong đó bạn. Ấy, trời. Lên. Đấy, để mình xem. Ôi, từ. Đấy, lượm mấy cái này vô để nâng cấp đồ nha các bạn ơi. Đừng có bỏ lỡ nha. Ui, đây cái gì vậy? Đấy, thấy chưa? Mình nhìn kỹ lắm. Rồi. Cái này. Các bạn thấy cái bình này không? Cái chỗ này nè, để ngồi nè, nó là phun nước các bạn ơi. Chu. Rồi, được chưa? Được chưa? Rồi, let's go. Rồi, được rồi nè, dập tắt rồi kìa. Quá đã luôn nha, sướng nha. Rồi, sao đây? Dùng bồn nước để dập lửa, dập được rồi. Ui, ông này ông cho mình cái chai xịt con trùng nè các bạn. Ui, mình có chìa khóa quá trời không nè. Cái chai xịt con trùng đâu? Cái này là gì? Đồ mở khóa nè, chìa khóa của Candy nè. Đó, chìa khóa hầm mỏ đó bạn. Đó, đồng nát nè, đồng nát là cái gì? Thôi, chào tạm biệt nha, tôi đi đây. Tôi còn nhiệm vụ rất là quan trọng, không thể nào ở đây lâu được. Đồ mấy cái này cần thiết lắm nha các bạn. Rồi, lấy quá trời luôn bạn ơi. Ngon lành. Đây, để mình lên mình cho các bạn coi nè, mình có thể nâng cấp được tàu nè các bạn. Đây, máu của tàu còn có 72% thôi, mình sẽ cho nó nâng cấp lên 82% nè, một lần nữa nè. Tại vì mình có 10 cái đồ tiền lắm các bạn. Tốc độ nè, mình sẽ tăng tốc cho nó nhanh lên một tí nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tăng cái sát thương nó lên một tí, giáp của nó mình tăng lên một tí. Rồi mình hết luôn rồi các bạn ơi. Mỗi thứ một tí là hết. Uống cái gì đấy? Thuốc xịt con trùng. Cái này mình thuốc xịt con trùng à. Thấy không? Ủa, đây là cái gân hồi nãy của mình nè các bạn ơi. Còn cái này, cái này súng lửa chứ thuốc xịt gì trời. Ngon đấy, cái này xịn sò đấy các bạn ơi. Rồi, thôi mình đi chuyển qua cái này đi. Chừng nào mình cần mình, ơi, thôi mình đi chuyển qua cái này đi. Lát nữa mình cần mình xài. Let's go, tiếp nào. Quan sát xung quanh, cẩn thận Thomas nó xuất hiện mà chúng ta không biết nha các bạn. Ơi, nào, dừng lại. Trời ơi. Ôi, dừng lại thật các bạn ơi. Ở đây như có người nè. Ở đây có người. Một đây các bạn biết là sao lúc đầu mình nói là cái hầm mỏ nó sẽ khác không phải là tàu lửa không? Đây là những cái xe hầm mỏ nè, nó sẽ chở đồ nha các bạn, nó sẽ chở những cái than đồ đó người ta đào được á. Đó, nó đi tới đây thì nó bị tấn công hay sao á, nó bị rỉ xét hết luôn rồi nè, bỏ hoang luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ đi vô đây. Cẩn thận, hên quá, tưởng đâu cái tàu lửa nó bỏ mình luôn rồi. Mình sẽ đang đi tìm cái đồng nát các bạn ơi. Cố gắng đi tìm thêm những cái này, đây. Tìm thêm những cái này để nâng cấp cái xe lửa mình lên cho nó gọi là VIP các bạn, VIP Pro nha. Đây. Chẳng lẽ nào đây là khu mỏ à? Chính xác không? Ui. Mình mới đây, mình đã lấy được một cái chìa khóa hồi nãy của ai ta? Chìa khóa hầm mỏ bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô đây nha. Đợi anh tí nha.
Để vô để mình xem coi. Ở đây có một cái bàn và cái ghế chắc là của những người thợ mỏ. Đây các bạn thấy không, cái này người ta chở than nè. Đó thấy chưa, mình không có sai đâu. Trời ơi cái chỗ này nhìn ghê các bạn ơi. Đi vô trong đây, đi vô trong đây xem như thế nào đây. Có một tờ giấy trên bàn nè, xem như thế nào đây. Thư khẳng gửi cho ông Warren. Trong khi khai thác tròn tàu xa nhất, chúng tôi đã đào xuyên một bức tường và đi vào một trong hang động lớn. Có điều gì đó rất kỳ lạ, chúng tôi không biết nói gì. Chúng tôi yêu cầu ông đến thăm khu mỏ rồi. Vậy là một cái tâm thư này dành cho cái ông Warren các bạn. Quê, nép vào để theo dõi kẻ địch và tránh bị phát hiện. What? À, cái này là nép vô nữa bạn. Kẻ địch à? Có kẻ địch nữa là sao? Mình tưởng chỉ là con Thomas mới là kẻ địch của mình chứ. Chẳng lẽ nào còn người nào ở đây? Quê, người ta kêu mình nép vô nữa bạn. Đó, nép qua nép lại nè. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Mình núp bạn, cái đó gọi là núp á. Trốn. Vô. Đằng kia có ánh sáng. Rồi, đi vô trong đây sao bạn. Ngon lành, ngon lành, ngon lành, ngon lành, ngon lành. Yeah. Ủa cái gì đây? À, mở cái rương các bạn ơi. Cái rương này đó, nhìn cho đồ mình. Ê, no. Ẩu quá ẩu. Tại sao nó khó vậy? Đấy, ngon lành rồi đó. Đấy, rồi. Wow. À, thùng sơn đoàn tàu. Vậy là mình đã có thêm một cái gọi là cái màu sơn rồi các bạn. Cái này được á, cái này hình như là một cái kho báu luôn các bạn ơi. Rồi let's go đi tiếp. Ôi, từ. Chỗ này hình như là có những người nào đó sẽ đấu với mình. Mình nghĩ là như vậy. Đây có tiền nữa bạn ơi. Sao cái chỗ này nó gọi là nó sâu quá ta. Ui, đằng kia có gì kìa. Wow, người ta tìm được một cái hang động lớn. Có lẽ nào đây chính là nơi ở của khu mái đồng già ta. Trời ơi, có một cái đường đi vô nè các bạn. Trời ơi, mình nghĩ là đây là một cái nơi ở của Thomas. Tại vì cái chỗ này nó chặn cái cửa nè các bạn thấy không. Nó chặn cái cửa lại nè. Rồi, vậy là chúng ta có thể tìm được một cái nơi ở của con Thomas rồi các bạn ơi. Nhưng mà chỗ này nó ghê quá, mình không có dám đi. Ê, có người, có người, có người. Có người các bạn ơi. Có một người nào đó đây. Mới đi qua luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Đúng nè. Thấp vô, thấp vô. Hình như có người các bạn. Sao nó xanh lẹ vậy nè. Ui có một cái cục gì kìa. Có một cái cục gì nè các bạn ơi. Chẳng lẽ đây là quả trứng để gọi là sinh ra Thomas à. Quê mình lấy được rồi nè. Ngon lành. Trốn vô, trốn vô, trốn vô. Từ từ. Để mình xem coi. Đây là quả trứng gì đây. Trứng xanh lá cây. Một trong ba trứng. Ui no 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 ơi. What. Oh. What. Whoa, whoa, whoa. Tên này đeo mặt nạ. Oh. Tên này đeo mặt nạ các bạn ơi. Rõ ràng là hồi nãy cái tên kia đeo mặt nạ các bạn ơi. Và có người, mấy người kia đã cảnh báo mình là tránh những cái tên đeo mặt nạ ra. Hắn đâu rồi ta. Đây cái này, con này, con này. Lùm 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 lùm. Kìa 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 kìa. Hắn kìa các bạn ơi. Cẩn thận hắn phát hiện cho mình. What, what. Làm hết hồn. Làm hết hồn vậy cha. Trời ơi ông làm tôi hết hồn. No 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 no. Chạy 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 chạy. Tên nó đeo mặt nạ. Cái đường ra hồi nãy mình đâu rồi. Đây cái đường ra bạn ơi. Kìa. Đây chính là tên này. Hắn đeo mặt nạ giống như là gương mặt của gọi là hả Thomas the Chain luôn các bạn. No, chạy. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Trời ơi. Các bạn ơi, tên này có gen nên là mình phải chạy thôi chứ mình không thể nào đấu với hắn được. Chứ bình thường là đội tay không là mình đấm không vừa phát lào rồi đấy. Đường nào ta, đường nào ta. Đây 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 đây. Hắn đang đuổi sau lưng của mình. No 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 no. No 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 no. Nhanh 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 nhanh. À đúng rồi, mình sẽ sử dụng cây gen ở trên đoàn tàu. Mình sẽ tiêu diệt tên này. Rồi được rồi. Nếu mà tên này đuổi theo mình. Hắn đang đuổi theo mình các bạn ơi. Tên này rất là lì các bạn. No no. Đâu rồi. Vô, tên này đeo mặt nạ các bạn thấy không? Dạ, yeah, đeo mặt nạ hả? Đeo mặt nạ hả? Đeo mặt nạ hả? Wow, ghê quá các bạn à. Ui, tên này ngẫm luôn rồi các bạn. Để mình ra mình xem coi. Đây, bây giờ các bạn muốn nhậm xe màu vàng chính số 4 à, hay là mà xe màu xanh. Màu xanh đi cho nó ngầu các bạn ơi. Wow, xe mình nó màu xanh nè. Tên này tên nào đây? Ui, ngửa mặt lên coi. Tên này đeo mặt nạ các bạn ơi. Mặc bộ đồ rất là quái dị luôn á. Thôi đi tiếp. Vậy là chúng ta đã khám phá được khu mỏ rồi. Vậy là chỗ này có người canh gác các bạn. Phải không đâu nha. Ê từ 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 từ. Từ từ đã, từ từ đã. Để tôi lấy đồ này cái đã. Đâu rồi. Đã mới thấy đây mà. Đây 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 đây. Rồi hình như cái chỗ này mình chưa khám phá. Mình phải khám phá luôn. À chỗ này là chỗ của những cái người mà gọi là đào hầm nè các bạn. Đào mỏ nè. Đây cái này là để cái cuốc để đào mỏ nè. Có một tờ giấy.
À, tiếng Anh không biết gì hết, bỏ đi. Tiếng Việt thì con biết chứ tiếng Anh thì anh bó tay. Đi nào, tiếp đi tiếp. Ui, nhìn từ xa cái đoàn tàu của mình giống như là Thomas đúng không bạn? Rồi thôi đi tiếp nha, để xem coi có chuyện gì xảy ra không. Let's go. Cầu này nhìn ghê các bạn ơi. Kiểu chỗ này nó đang có một cái chỗ rảnh đó bạn, cho nên là người ta phải xây cái cầu để cho gọi là đi qua được. Chứ không xây cầu là xe lửa sao đi qua được. Mình đang qua... Ui, đằng kia có ánh sáng à, đằng kia có đèn các bạn ơi. Hả? Cái gì? Sao rung vậy? Ê, khoan khoan khoan. Hình như là có rẽ đường các bạn ơi. Oh no, bây giờ có rẽ đường giờ sao? Xuống hả? Có biển báo rẽ đường, hồi nãy nó chỉ mình rồi, mình biết rồi. Oh no, đây, biển báo rẽ đường nè các bạn. Chắc là mình phải kéo bằng gạt, đúng rồi, đường này mình thấy không có đèn gì hết, mà bên kia mình thấy có đèn kìa. Mình cần phải qua bên này. Đấy, ting, let's go, đi nào. No, đừng đùa nha. Chắc là nó không xuất hiện đâu các bạn ơi. Tại vì hồi nãy nó bị mình gọi là tấn công, hồi nãy là chắc nó cũng đau lắm rồi. Cho nên nó bây giờ nó về nó dưỡng thương. Ở đây thì mình đã gặp thêm một cái chỗ có ánh đèn nữa bạn. Chắc là mình sẽ khám phá chỗ này thôi. Không thể nào bỏ lỡ được. Chúng ta cần phải khám phá các bạn ơi. Đây. Đây nè, có một tờ giấy. Dỡ tất cả đồ nhu yếu phẩm là một trải nghiệm vô cùng mở mang tầm mắt. Tại cảng này nó nói cái gì các bạn ơi? Chỗ này là cái cảng để người ta giao dịch các bạn, để chở ba cái hàng hóa rồi tới đây phải. Ui. Shiro nè. Wait what? Từ. Có Shiro ở đây đâu bạn ơi. Ướt nhẹp luôn. Cái gì trời? Chỗ này hình như là người ta đang cái chỗ này người ta cắm trại ở đây đó bạn. Ghê vậy ta. Giờ sao đây? Thôi cho mình đi tiếp đi. Ở đây nó mình thấy nó bắt đầu nó lạnh lạnh rồi đó. Thấy nó ghê ghê sao đó bạn ơi. Rồi la. Ui, đằng trước mình hình như có biển báo rẽ đường nữa kìa. Bây giờ mình rẽ đường đi đâu đây? Chắc là mình phải thắng lại thôi. Từ thắng lại đi. Thắng lại đi tàu ơi. Oh no, bây giờ nó có hai con đường lên các bạn. Chắc là mình phải rẽ đường tiếp thôi. Rẽ thêm một lần nữa. Về tên. Đúng rồi các bạn ơi, chỗ này hình như nó có giống như là cà chua nè. À không, cái bóng. Mình tưởng đâu là cà chua các bạn ơi. Nhìn giống thật. Rồi let's go. Trời ơi, sao mà thấy nó ghê ghê sao ta. Biết đâu mà nó xuất hiện một cái thì cũng không biết làm sao luôn ấy. Đường này có đúng không ta? Sao cái đường này thấy nó ảo ảo sao nhờ. Wow. No. Mình nói rồi mà nó xuất hiện một phát một lần. Ôi sợ ơi luôn. Ôi. No, cái gì vậy? Súng lửa bị vậy? Xa lửa đó. Này thì hả, Thomas the Champ này. Thomas the Champ với chúng tôi. Vô tiếp tục. Thomas the Champ với tôi nè. Trời. Quê mình mất máu quá trời. No, cái xe lửa của mình nó sắp mất máu rồi các bạn ơi. No. Mình sẽ hồi sinh cái xe lửa thôi. Hồi sinh máu xe lửa. Tiếp tục tấn công các bạn ơi. Vô. Trời ơi, mình cũng mất máu luôn chứ đâu có riêng gì chứ xe lửa này đâu. Sao nó trâu dữ vậy nè. No. Xe lửa sắp mất máu rồi. No. Tiếp tục hồi sinh xe lửa. Tăng sức mạnh lên, hồi sinh xe lửa. Rồi, tiếp tục. Rồi. Oh, what? Nó đi rồi các bạn ơi. Hú hồn. Quay, Ở đây có người làng. Cần hỗ trợ. Trời ơi các bạn ơi, giờ mình hồi máu cho mình bằng cách nào? Giảm tất cả sát thương cho đàn tàu nè. Mình tăng hết máu vô xe lửa luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ máu mình mất máu quá trời kìa. Trời ơi, nó xuất hiện một phát một lầm. Đứng tim luôn bạn. Tự nhiên đang nói chuyện chém gió đang vui. Rồi để mình đi vô. Các bạn biết mình đi vô mấy chỗ này làm gì không? Mình tìm mấy cái này nè. Để khi mà xe lửa của mình mất máu mình còn có thể nâng cấp. Oh, hello. Wow. Tôi cần phải viết ra giả thuyết này thật nhanh trước khi Warren phát hiện ra rằng tôi đang để ý đến âm mưu bẩn thỉu của ông ta. Vậy là cái ông Warren là cái ông mà gọi là độc ác à? Giả thuyết của tôi là... À cái này giả thuyết thôi mà. Là ông Warren đang cố gắng ấp nở và nuôi thêm những sinh vật 8 chân. Chính chắc chắn là Thomas rồi. Cả một đội quân cho mục đích không ai biết. Rồi hiểu rồi.
Vậy là cái ông này, à tôi chắc chắn rằng em đã kể cho cậu tất cả rồi, vậy tôi không cần phải tự giới thiệu. Rồi, ông này cũng tên là Gray. Rồi nhân tiện tôi tên là Gray. Trong trường hợp này rồi, bây giờ là chúng ta đang nói chuyện này. Vậy là có ba quả trứng. Hồi nãy mình đã tìm được một quả trứng, đúng rồi. Hồi nãy mình tìm được quả trứng, đây. Trứng xanh lá cây, một trong ba quả trứng cần thu thập để kích hoạt ngôi đền và triệu hồi Charles hoặc là Thomas tham gia trận đấu sinh tử. Wow. Chúng ta sẽ gọi là phải đấu với một cái con quái vật mà phải nói là còn ghê hơn cái con Thomas bình thường nữa bạn. Chắc có thể là Thomas.S hoặc là cái gì đó, mình không biết. Bây giờ mình đang cố gắng để đi tìm, ở trong đây có người nè. Rồi từ từ để mình tới đây các bạn ơi. Ơ mình hồi máu rồi kìa. Hay lắm, tưởng đâu là máu không hồi chứ. Wow, quá trời luôn. Ngon lành, những cái này mình rất là cần nha các bạn. Cho nên là các bạn thấy mình cứ dừng đoàn tàu là mình lụm mấy cái này là có lý do hết nha. Không phải tự nhiên mình lụm đâu. Đây, vô mà thấy cái cây này là thấy ngon rồi. Wow, yêu cầu tôi thiết kế một cái vũ khí. Ông này tên là John Smith. À, để giúp anh săn Charles, à, Thomas. Rồi, bây giờ là sao đây? Tôi muốn chứng kiến. Rồi, giờ anh ở đây rồi, tôi cần vài phút để bỏ đi một tính năng an toàn. Rồi, trong tôi... Rồi, bây giờ sao? Bây giờ là được rồi đúng không? Vậy là chắc là mình sẽ sở hữu được cái cây súng này nữa các bạn ơi. Quá đã. Đây, thấy chưa? Mình nói rồi mà. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình thôi. Let's go. Gặp mấy người này rồi. Bây giờ các bạn thấy không? Trên đường này sẽ gặp những cái người mà sẽ giúp đỡ chúng ta. Tại vì mình tới đây mình bảo vệ cho họ mà. Nên họ phải giúp đỡ mình nữa chứ. Ê, khoan. Ủa? Sao mình thấy đâu có thêm vũ khí nào nữa đâu. Chắc chắn là còn thêm vũ khí được nè các bạn. Còn mấy cái này nữa nè. Ê, tới đâu vậy? Wow. Chỗ này là chỗ nào đây? Wow. Chỗ này nó ghi là... Cái này biểu tượng gì ta? Cẩn thận sạt lở hả? Hay là đá bắn? Không biết nữa. Thôi đi. Ủa có tin ti nè. Wow, tin ti làm gì đây? Từ từ để mình xem coi. Tin ti làm gì đây? Đây, thuốc nổ hàng giờ. Một gói thuốc nổ hàng giờ chưa sử dụng. Có thể sử dụng ít cho sau nào quanh đây. À, đâu đó quanh đây là mình chắc mình sẽ gọi là khui cái hầm các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở đây là con Thomas là nó sẽ có một cái truyền thuyết về nó luôn nha các bạn. Không đùa được đâu. Rồi, đừng đùa với Thomas. Ở bên kia có đường kìa. Mình có nên đi qua bản không? Rồi, mình đây đi. Hồi nãy mình thấy đây có một cái chỗ nào để chui vô nè. À, đây có người không? Ui, tin ti à. No. Nó nổ bạn ơi. Ui giời ơi, mắc máu cái khúc của mình luôn. Đứng gần quá. Rồi, vô đây xem như thế nào đây. Lại là một cái đường hầm à. Mỗi lần vô. Ui, sao cà chua gì ghê vậy trời. Rõ ràng là cái con Thomas nó có tới đây rồi các bạn. Cà chua nhiều lắm. Cái này khóa rồi sao qua được. Ây da, nó lừa. À, hiểu rồi. Mình sẽ đẩy cái này xuống. Đẩy xuống. Đấy, để ủi cửa bạn ơi. Let's go. Cái đó là cái xe chở thuốc nổ. Cẩn thận cái này nha các bạn. Nó là xe chở thuốc nổ nè. Nó có ghi trên đây nè. Quay. Nổ. Thấy chưa? Ghê chưa? Rồi đi tiếp. Quá là ghê luôn bạn. Nãy mình không biết mình cắm đầu vô. Ui. Ngon. Hàng xịn. Hàng xịn các bạn ơi. Rồi mình đã lụm được một cái món đồ rồi đó, gì đây. Đây rồi. Tên lửa bạn ơi. Đầy những tên lửa quá mạnh. Có thể dùng chúng nó phóng lựu. À. Vậy là cái cây súng hồi nãy của ổng là cây súng phóng lựu. Súng phóng lựu thử nghiệm đạn dược phiên bản 1 thất bại, phiên bản 2 thất bại, phiên bản 3 trận đấu 13 giây, phiên bản 4 thành công. Vậy là ổng phải thí nghiệm 4 lần mới thành công nha các bạn. Đoạn đường này có đúng không? Sao thấy nó kỳ kỳ rồi đó nha. Cẩn thận Thomas nó xuất hiện. Ui cái đoạn đường này lầy vậy. Ê thôi dừng lại. Anh mới phát hiện ra một cái hầm em ơi, một cái hầm đồ em ơi, để anh tí em ơi. Ghê quá. Có khi nào nó xuất hiện không ta? Nó xuất hiện một cái mà mình không biết sao luôn á. Đây, có hòm nè. Cái này rất là nhiều đồ trong đây nên là đừng có bỏ nha các bạn. Đấy, rất là nhiều luôn á. Mình lấy không hết luôn à. Mà nãy giờ mình đi lâu lắm rồi các bạn mà mình chưa có thấy được điểm dừng luôn á. Ghê quá. Ê, khoan. Từ. Mình mới phát hiện ra có một cái gì đó rất là kỳ lạ. Đúng không? Cái này mình nhìn lầm. À, nó là cái cây thôi bạn. Mình tưởng ở đây là có một cái gương mặt như này. Mình thấy trắng. Ui, làm hết hồn. Tưởng gì chứ.
Rồi tới nơi, tới nơi đâu rồi nè, có người nè các bạn. Để mình vô mình xem coi. Lại tiếp tục là một cái chỗ giống như là khu mỏ bạn ơi. Đây là một khu mỏ bỏ hoang rồi. Người ta tới đây không phải là bỏ hoang mà kiểu như nó đang hoạt động. Rồi sau đó tự nhiên cái mọi người ở trên khu mỏ này nè mất liên lạc với những người ở trên đất liền. Cho nên là người ta kêu tụi mình á, kêu mình nè tới đây để gọi là tìm cái con Thomas á. Tại vì người ta biết là cái con Thomas này xuất hiện trên này và những cái người trên này đều mất tích hết rồi. Đó, đó là cái câu chuyện nha các bạn. Tiếp tục nào. Ôi no, tên này đâu ra vậy? What? What? No. No. Tên này đâu ra vậy trời? Oh what, tên này đeo mặt nạ các bạn không? Chạy lên trên. Ôi no, chạy lên trên rồi mất máu. No, mình sẽ ra đây để mình lấy gần mình hai gục tên này các bạn ơi. Tên này đeo mặt nạ và cái mặt nạ rừng nhìn rất giống cái gương mặt của con Thomas luôn. Đấy. Tới đây nào tên kia, tên trẻ trâu. Chạy đâu tên trẻ trâu. Hú hồn. Làm anh đang chạy tự nhiên thấy cái gì nó làm cho bất ngờ thiệt á. Tên này mặc đồ khác các bạn. Mình nghĩ là mỗi khu nó sẽ mặc đồ khác nhau. Hồi nãy thì kia mặc đồ màu đỏ BD, còn tên này màu xanh. Rồi tiếp tục. Mình không thể nào bỏ cuộc được. Rồi à, vậy là mình đã sử dụng cái chìa khóa của ai rồi nè các bạn. Đúng rồi, mình đã sử dụng thêm một cái chìa khóa rồi. Bây giờ mình đi vô trong tiếp nè các bạn ơi. Lụm nè. Ôi, chỗ này chỗ khác các bạn, không phải chỗ nãy đâu. Ui nhìn nước đẹp quá bạn ơi. Trong cái hang này nhìn nó cũng đẹp bộ. Giờ mình có lên trên tiếp không hay là mình đi tới đây? Ở đây hình như có người. Ui cà chua nữa nè. Ui có cần gạt nè. Quả trứng màu xanh dương. Gạt thôi. Vậy là mình lượm được quả trứng màu gì thì cái xe của mình nó sẽ được màu đó các bạn. Đây chính là quả trứng nè các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Quả trứng của Thomas the Train. Ôi nó đóng cửa rồi sao mình ra? Ngu người luôn. Không sao, sẽ tìm được đường ra thôi. Cái gì đây? Chạy thôi. Ghê quá. Trời ơi, nó làm hết hồn luôn bạn. Rồi, ở đây anh sẽ cho mày thành gọi là khô mực nướng. Cây rồi đấy. Đúng rồi, tới đây. Ây da, đau nha. Nãy giờ anh nhịn hơi lâu rồi đấy. Vậy là trong đó mình không còn tìm được cái gì nữa nha các bạn. Bây giờ mình xong rồi đó. Tìm được quả trứng, vậy là có hai quả trứng rồi đó các bạn. Ê, xin lụm. Ê, lụm tiện tí, làm gì căng. Lấy tiền rớt không lụm ông. Trời căng vậy. Xe lửa mình đâu rồi? Xe lửa của tôi đâu? Đâu mà ta? Đây. Úi giời, mình leo lên cái này cao quá. Nó đuổi theo mình luôn bạn ơi, nó dai thật sự luôn bạn ơi. Chưa thấy nào mà nó dai như này á. Ây da, ôi trời, nó đứng sau lưng mình mà không thấy mày. Vậy là đúng rồi, lúc đầu người ta cảnh báo tụi mình là tránh xa những cái tên đeo mặt nạ vô bạn. Chạy đi. Đấy, thành khô mực nướng nha. Đấy, nó có mặc đồ đủ màu luôn bạn ơi. Không, màu xanh nè. Màu đen nè. Màu xám nè. Màu gì đó không á. Rồi, bây giờ là mình sẽ nâng cấp xe lửa mình lên. Mình nâng tốc độ cho nó chạy nhanh tí. Giáp nè. Tăng máu lên 2 lần luôn. Rồi, xe lửa của mình nó đầy máu rồi đấy. Let's go. Trời ơi là trời. 2 lần chạy ra ngoài. Khá là mất thời gian với mấy cái tên này. Giờ đi tiếp rồi. Nếu như mà bây giờ Thomas xuất hiện thì mình nghĩ mình sẽ đấu không lại đâu. Nó kìa các bạn ơi. Quay. Nó tới rồi. Yo, Thomas chúng tôi à. Trời ơi, mình vừa nói luôn các bạn. Nó tới thiệt các bạn. Ui, mình đang ở đâu vậy? Wow. Đây này thì ê, nó không dám vô đây các bạn ơi. Ê, nó sợ rồi. Nó chạy kìa. Rồi nó sợ rồi bạn ơi. Hình như mình tới đâu rồi đấy. Từ dừng lại. Hồi nãy mình thấy có những cái lá cờ, cái cổng trước cổng có lá cờ các bạn. Chắc là mình tới một cái khu nào đó. No, nó tới kìa. Nó tới các bạn ơi. Rồi. No, đừng mà challenge. Đừng. Ui, nó tới kìa. No. Lùi lại đi challenge. No. Hết tiền rồi. Ây da, xong. Hết tiền sữa rồi. No. Chạy thôi. Thay cái này các bạn. Cay quá trời. Xe lửa còn có miếng máu à. No. Trời, cái súng này nó hết. Nó bị nóng lên, nó không bắn được. No, what? Mệt quá các bạn ơi.
Thôi, có lẽ là chúng ta tạm thời gọi là dừng cuộc gọi là đi tìm sự thật của Thomas the Train ở đây. Mình sẽ tiếp tục các bạn, tại vì lúc bây giờ mình mệt quá rồi. Và thật sự phải nói là con Thomas nó quá mạnh, quá trâu các bạn. Không thể nào tiêu diệt được nó một cách dễ dàng. Rồi, hẹn gặp lại, cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu hay đừng quên để mình một like, một đăng ký, chia sẻ và xem một comment cơ âm để bạn phải chấm ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mình đang ở cái khu nào đó mình cũng không biết nữa.